Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với phương châm đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. Theo đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức gia đình và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em không tổ chức đêm hội trăng rằm cho trẻ em thay vào đó là các hoạt động phù hợp với tình hình địa phương cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định phòng chống dịch như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trên các phương tiện thông tin truyền thông các địa phương bố trí kinh phí vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để thăm tặng quà trong học bổng bảo trợ cho trẻ em đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo cận nghèo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày được biết trong dịp này Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hưng Yên đã trao tặng quà, học bổng và bảo trợ cho 472 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em là con cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh tham gia tuyến đầu chống dịch tại một số tỉnh phía Nam.